ai à, xin chào tất cả bạn biner của nước gọt nha thì hôm qua nay thành nghe một cái thông tin này thì cái mạng của BNB và BTC Bitcoin á và USDT đang cho test net trên sàn với blockchain B nha các bạn thì thành để kiểm chứng là thông tin này là đúng là sự thật nha chứ không phải là thông tin giả mạo nha các bạn thì đây thành sẽ kiểm tra cái ví của BNB nha các bạn đây là thành sẽ kiếm tre nha cái ví này hiện tại đây nè thành vô kiếm tre cái số dư cái ví này á thì uh, có một nghìn bốn trăm tám bi nha các bạn đây nè Đó. về cái phần uh, hiện tại á đây nè thành chuyển về phần test nét đây nè thì thành đã thấy có chai lờ trên sàn là hai năm trước nha đây thì thành sẽ kích về cái chỗ trailer đây đây hai năm trước đây nha các bạn để có trailer là 0,0001 bi tết nếp Đây có nghĩa là những cái ví nào để có liên kết với sàn mới được trailer nha các bạn thì thành đón chắc 100 phần trăm rằng Nicolas để có thông về trước về bên BNB về BTC nha các bạn Bitcoin á thì mới được đưa cái ví lên trên sàn để chai lò nhưng mà chai lò này chai lò chỉ bên tết nét đó cho hiện tại đây nè thành về bê, gạch đây thành sẽ chuyển qua cái chỗ uh, mainnet mai nét nè thì phần chai lò không có nha các bạn đây phần chai lò là chưa có nha chưa có gì hết có nghĩa là hiện tại ví này á cũng để có liên kết với sàn nhưng mà họ chỉ có tết nét chứ chưa có mai nét nha các bạn đó nhưng mà lý do vì sao Nicolas chưa cho máy nét mở mà cái ví này nó được liên kết với sàn thì uh, theo thành nghĩ 100 phần trăm rằng là Nicolas để có thông đồng trước với cái mạng này đó cho nên là mới được đưa lên sàn nha các bạn thì thành chuyển qua tết nét nè đây đó hai năm trước các bạn dòm đây nha để có nha ừ, thành bấm về chỗ số dư này thanh toán này chỗ thanh toán này là hiện tại là đang tiếp nít trên sàn liên tục nha các bạn đây thanh toán này 6 phút trước nè đã 0,5 này 0,1 này, này 2 giờ trước này bây giờ trước này 10 giờ trước này đó về các bạn nên hiểu pin vi là của đây này nó có cái ký hiệu là GD40 là của thằng BTC Bitcoin nha các bạn đó thằng BT... BTC nó cho phép thì pin mới được test net đây nha các bạn đây đó nó có cái chữ pin đàng hoàng đây nha thì trong các coi thì hiện tại các coi tiềm năng trên thế giới này thì chỉ có th uh, ETH nè BTC Bitcoin nè hoặc là BNC Solana rồi những cái đồng đó là những đồng tiềm năng và có giá trị nhất nha các bạn nhưng hiện tại hôm nay Bitcoin và BNZ để có test net đã để có test net rồi thì thành nghĩ cái thành công sẽ không bao giờ còn xe nó đâu nha các bạn có thể là cuối năm nay mai mở là có thể giao dịch được trên sàn đó nha các bạn hiện tại tất cả giao dịch của chúng ta nó đều hiện trên blockchain đây này nha đó đây nè các bạn thấy chưa những cái tài khoản này là đây nè để mới được tạo nè là tạo mới rất nhiều người đang tạo tài khoản mới nha các bạn nó vẫn hiện trên này hai phút trước này hai phút trước này để tạo một tài khoản này đã số dư này một nè đó, để tạo tài khoản này số dư một nè đó là những tài khoản mới chúng ta tạo thì nó sẽ có được một đồng bi nha các bạn đó hiện tại thành tính lại tên một phút là cái, ngàn hàng ngàn cái tài khoản mới đang được tạo có nghĩa là Nicolas đang muốn cho cái cộng đồng bi của chúng ta lớn mạnh lên rồi mới mai nét mở nha các bạn đó thì thành nghĩ chắc chắn là như vậy luôn á hiện tại tất cả giao dịch đây nè hoạt động mới nhất thì 35 giây trước nè 40 giây trước nè 35 giây trước đây có 200 bi này nha đó à, một phút trước thì đây có 110 bi nè thì tất cả các giao dịch chúng ta hiện trên blockchain này thì các bạn nghĩ gì chẳng lẽ ông Nicolas ông không biết mọi người cứ nói là giao dịch bên chợ thì sẽ bị khó ví thật sự là không khó nha các bạn giao dịch b2b thì sẽ không không khó đây nè tất cả cái giao dịch của chúng ta nó hiện là hàng ngày giờ thành sẽ kích vào cái chỗ thanh toán thành sẽ kích vào những tài tài khoản đây nè ví dụ thanh toán là một một trăm hai mươi bốn cách đây 14 bốn trước này thành kích vào này nha hiện tại cái ví này là nó đang có là 13.450 ba nghìn bốn trăm năm mươi nè thành sẽ kích về cho thanh toán nè xem các giao dịch nè nha 18 giây trước là để thanh toán là 1 12, 124 bi nè Đó là 28 giây trước 71 phút trước là để có thanh toán là 2084 bi nè Bi mainnet là bi thật đang hoàng nha 2 giờ trước thì để có là 1 1705 bi nè Thì tất cả các giao dịch chúng ta này đây nè Nó sẽ hiện trên blockchain đàng hoàng Thì các bạn nghĩ gì? Chẳng lẽ ông Nicolas không biết Đúng không? Ông Nicolas ổng đã biết chúng ta giao dịch bình thường thì có nghĩa là giao dịch B2B cho nên ổng mới đưa ra cái chữ thanh toán như thế này đó thì chúng ta ví dụ giao dịch B2B là ví dụ chúng ta đồng thuận cho đổi hàng hóa ví dụ một cái điện thoại 500 B anh E mua anh B một cái điện thoại 500 B đó thì à, anh E sẽ chuyển cho anh B là 500 B đúng không đó thành nói đúng không còn ví dụ à, giao dịch chợ đen nó cũng vậy thôi đó nó cũng là giao dịch sàn mà khéo thôi nha các bạn có nghĩa là tiền tệ nhưng không phải trên sàn đó thì ví dụ anh anh em muốn mua anh b 500 trăm thì anh e chỉ chuyển tiền là việt nam đồng của chúng ta qua ngân hàng việt nam nó không có liên kết với sàn liên kết với sàn lại vô chỗ này đó. những cái ví liên kết với sàn là vô đây vô phần sider này nó sẽ có ngay nha các bạn đây thành kích vào đây nè không có nha không có dữ liệu về thành sẽ kích về chỗ testnet luôn nè đó phần tết nét cũng không bao giờ có nha các bạn phần tết nét cũng không bao giờ có ở chỗ shader đây nhưng mà cái ví em bnb hồi nãy á thì thành kích vào để có chai không phẩy một bi cách đây hai năm trước chứng tỏ rằng hai năm trước nicolas với cái sàn để có hiện ước với nhau trước để test nét rồi nha các bạn thành chắc chắn một điều đó còn tất cả các ví của chúng ta không bao giờ kích vào chỗ chai này mà nó có hiện cái này chỉ có với những ví kết nối với sàn thì chúng ta mới có dữ liệu là chúng ta hoạt động cho còn bình thường chúng ta chỉ hoạt động là cái cái chỗ thanh toán này thôi nha đó à. chúng ta chỉ có chỗ thanh toán này thôi chín ngày trước rồi đây là bên phần tít nét này nè còn thành chuyển về mày mày nè thanh toán nè b phút trước nè thành kích vào bất cứ cái ví nào nha ví dụ thanh toán 6 giây trước nè 440 89 bi nè mình kích vào đây nha Đã, đây là một cái ví khác nữa thì thành sẽ kích về cái chỗ thanh toán nè đây 18 giây trước là để có thanh toán là 489 bi nè một giờ trước để có thanh toán 100 bi nè 2 giờ trước để có lại b 149 bi nè thì tất cả các giao dịch te hiện trên blockchain Nicolas vẫn biết bình thường chẳng lẽ chúng ta biết được là thanh toán chẳng lẽ Nicolas không biết được mà các bạn nói khó với các bạn nói khó với là chuyện tào lao không có căn cứ còn những cái bạn nào mà khi mà may nét chưa mở à, khi các sàn Việt Nam hoặc sàn nước ngoài lập ra sàn bây giờ các bạn vào cái chỗ trader các bạn đi lên trên đó các bạn trader hoặc là giao dịch ở trên sàn các bạn kích vào nếu mà tập sự cái ví mà có trader Nicolas kích vào các bạn thấy nó có dữ liệu ngay chỗ đây liền thì Nicolas biết ngay lập tức lệ với các bạn mới bị khó còn các bạn thanh toán chỗ này chỉ thanh toán giữa b hai b đàng hoàng nha các bạn đó còn đây ví dụ thành kích về cái hoạt động này thì nó sẽ diễn ra cái hoạt động của chúng ta một phút trước rồi đây nè đó nào các bạn thấy chưa 12 giờ trước rồi nè đó. nó rất là đơn giản thì thành nói là thành công có hiểu hơn bất kỳ ai nhưng mà thành chỉ hiểu hơn được những người mà mới thôi chứ còn những người cũ thành những người đi trước thành không bao giờ thành thông minh hơn được đó thì có nhiều người chỉ dòm vào đây cho nhiều người không có biết được cái cách vào đây để xem như thế nào đó đây thành sẽ đưa lại cái ví hồi nãy của bình vi cho các bạn xem nha của btc đó đây thành kích về cái chỗ trader này bên phần minec có nghĩa là bên phần bi thật đó, chưa có là hiện tại bi minec chưa mở ông đâu có cho giao dịch được trên sàn sàn nó cũng đâu có dám giao dịch nhưng mà bên technet để cho phép đây thành kích vào đây bên technet này đã phần trader đã có hai năm trước để từng trader này không phải không không một bi này thì thành nhắc lại một lần nữa những cái ví mà có liên kết với sàn thì mới được trader đồ thì các bạn hỏi cái ví này là cái ví của ai cái ví này cái ví cũng của, của, Nicolas nha các bạn nhưng mà cái được thông qua cho phép của ông Nicolas mới được cho phép đưa lên trên sàn nha các bạn chứ còn ví của chúng ta không thể nào đưa lên được trên sàn nha đó không có thể liên kết được bên thứ B khi mainnet chưa mở thì đây nè thành sẽ vào các giao dịch nè hoặc là hoạt động nè bên tết thôi hoạt động này 16 phút trước để có thanh toán cái đây là người Tây hiện tại họ đang test nét thử ở trên sàn rồi nha các bạn Đó. nè các bạn thấy chưa 12 bi hoặc là 2 bi rồi 9 bi rồi tất cả giao dịch 4 giờ trước 10 giờ trước này Đó. thì các bạn thấy chia sẻ của thành hay cho thành một like một đăng ký kênh nha